lên đây thôi nhá. Bây giờ hai bác cháu là khác đi vào trong liều kia nhá. Để bác đi về. Chào bác nhá. Chào bác. Khổ thân cho đứa bé. Hai mẹ con không có người chăm sóc. Ăn gì chưa? Chưa. Thế con đi lấy mì cho bác ăn nhé. Bác ơi bác, thế sao bác lại lang thang ở đường? Nhà bác có chuyện gì à? Bác ốm đau, bác không làm được ăn, bác không làm được việc nhà, bác gái đuổi bác. Thế cho bác ở với đứa. Bây giờ bác chẳng lấy được cháu như được.
Bắn nó con.
Đây mổ cá nhá, cháu đi tắm rồi. Ừ, con đi tắm đi. Ăn đi con, ăn đi. Ăn, ăn nhiều nhá. Ờ, một mình thuê bác sợ sống. Ờ, nhưng mà cháu cũng phải cố. Ăn nhiều nhá. Cá này ngon, nhắn ngon nhắn.
Chưa? Cháu lắm rồi. Cháu ăn. Mẹ ăn nha. Mẹ lại. Ở đây nhá, chị lên nhà nhá. Ở đây nhá. Bye.